Niacinamide hỗ trợ làm trắng da, trị nám da, trị tàn nhang, hay là niacinamide hỗ trợ cấp ẩm, thu nhỏ lỗ chân lông, hay là niacinamide hỗ trợ chống lão hóa và giảm nhăn. Tuy vậy, có rất là nhiều bạn chúng ta sử dụng niacinamide thì không hề thấy có hiệu quả gì cả. Vậy thì trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến bạn ba sự thật về serum có chứa niacinamide để bạn tránh tiền mất tật mang khi sử dụng cái sản phẩm này. Đồng thời sẽ chia sẻ đến bạn những cái mẹo nhỏ làm sao để có thể nhân 2, nhân 3 hiệu quả làm trắng da, thu nhỏ lỗ chân lông và chống lão hóa với niacinamide. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Tác dụng đầu tiên của niacinamide đó là trị nám da, trị tàn nhang hay là làm trắng da. Bạn hiểu rằng khi chúng ta xuất hiện các cái sắc tố ở trên làn da của chúng ta, nó sẽ là rối loạn rất là nhiều khâu ở bên trong. Nó có thể là rối loạn cái khâu sản sinh ra sắc tố, nó cũng có thể là rối loạn khâu vận chuyển ra cái sắc tố lên trên làn da của bạn. Nó cũng có thể rối loạn đồng thời cả hai khâu này và có nhiều yếu tố khác như là ánh nắng mặt trời hay là nội tiết tố. Và ở đây tác dụng của niacinamide đó chính là ức chế cái khâu cuối cùng là khâu vận chuyển sắc tố lên trên làn da của bạn. Vì vậy nếu như bạn chỉ sử dụng một mình cái niacinamide thì nó chỉ ức chế khâu cuối cùng. Do vậy cái khả năng làm trắng làm sáng da của nó sẽ từ từ và sẽ rất là chậm. Vì thế trong các cái chu trình chăm sóc da, nhất là trị nám da, trị tàn nhang ạ, thì Hương thường chia sẻ bạn sẽ nên kết hợp khoảng tầm 2 đến 3 loại serum khác nhau để chúng có thể ức chế các khâu khác nhau. Còn nếu bạn chỉ sử dụng đơn độc một cái sản phẩm niacinamide thì nó cũng sẽ có tác dụng nhưng sẽ không đạt hiệu quả quá là cao và tác dụng sẽ chậm. Tác dụng thứ hai của niacinamide đó chính là kiểm soát dầu thừa bã nhờn, đồng thời là thu nhỏ lỗ chân lông. Đây là tác dụng mà nhiều chị em than vãn nhất là tại sao chị dùng hết cả cái chai niacinamide rồi mà vẫn không hề thấy thu nhỏ lỗ chân lông. Vậy thì cơ chế giúp cả chúng ta thu nhỏ lỗ chân lông khi dùng niacinamide là gì? Tức là khi làn da của bạn bị thiếu ẩm thì da sẽ cần tăng dầu, tăng bã lên để bù ẩm cho làn da. Vậy thì khi chúng ta thoa cái niacinamide vào, nó sẽ hỗ trợ là cấp ẩm cho làn da của bạn. Thì da đủ ẩm rồi, da sẽ không cần tăng dầu, tăng bã lên để có thể là bù ẩm cho làn da nữa. Vì vậy da chúng ta sẽ giảm tiết dầu, đồng thời sẽ hỗ trợ chúng ta là thu nhỏ lỗ chân lông. Tuy nhiên thì lỗ chân lông của bạn mở to ra, nó có thể do là da của chúng ta bị bít tắc này. Trong làn da có chứa rất là nhiều hỗn độn như là tế bào chết, bụi bẩn, rồi kem chống nắng hay là dưỡng ẩm còn sót lại. Hay là cũng có thể là da của bạn bị lỗ chân lông to là do trong cái làn da của bạn nó sẽ là bị lão hóa nhiều. Cho nên là lỗ chân lông đang từ hình tròn này sẽ bị kéo sệ xuống. Và ở đây thì niacinamide chỉ làm được một nhiệm vụ thôi, đó chính là hỗ trợ cấp ẩm cho làn da của bạn. Vì vậy nếu da nào mà vì thiếu ẩm, da cần phải tăng dầu, tăng bã lên, lỗ chân lông to thì nó có tác dụng rất là nhanh. Nhưng nếu da có bít tắc, nếu da có lão hóa nhiều khiến lỗ chân lông to thì kết quả nhận được sẽ vô cùng chậm. Do vậy chúng ta cần học cách kết hợp niacinamide thêm với một số hoạt chất khác để có thể tăng hiệu quả. Và phần cuối của video Hương sẽ chia sẻ kỹ cái điều này. Tác dụng thứ ba của niacinamide đó chính là chống lão hóa hay là trẻ hóa làn da. Thì ở đây chúng ta lại nhận biết về cơ chế chống lão hóa và trẻ hóa là gì. Ở đây thì niacinamide sẽ hỗ trợ là tăng sinh cái ceramide. Và cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta thì thường có một cái lớp giống như một cái lớp vữa ấy, đó chính là ceramide, khiến cho cái hàng rào bảo vệ da nó vững chắc hơn. Thì khi vậy nó sẽ hỗ trợ da chúng ta săn chắc, khỏe mạnh hơn và giảm cái tác động khi chúng ta tiếp xúc với tia UV và ánh nắng mặt trời. Còn nếu mà muốn chống lão hóa mạnh mẽ thì chúng ta sẽ cần có hoạt chất nào đó, ví dụ như là retinol, để hỗ trợ kích thích sản sinh, tăng sinh collagen và elastin. Thì cái điều này niacinamide nó sẽ làm rất là chậm hoặc là có thể là không có luôn. Vì vậy nếu chúng ta muốn sử dụng đơn độc cái niacinamide để hỗ trợ chống lão hóa thì nó cũng có tác dụng nhưng nó vô cùng yếu và vô cùng chậm. Rồi vậy thì sau khi chúng ta đã hiểu về niacinamide, chúng ta biết được rằng là chúng là một cái serum có đa công dụng. Tuy nhiên nếu chỉ sử dụng một mình thôi thì tác dụng mỗi thứ sẽ đem lại rất là ít. Vì vậy chúng ta sẽ học cách kết hợp niacinamide với những hoạt chất ở phía dưới đây để có thể nâng cao được hiệu quả. Tuy nhiên trước khi bước vào phần này thì đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức này. Công dụng đầu tiên bạn mong muốn là thu nhỏ lỗ chân lông. Thì hầu hết làn da của bạn lỗ chân lông to đều là những làn da giàu đến hỗn hợp thiên dầu. Và trong làn da nó sẽ có vít tắc, dầu thừa, bã nhờn, tế bào chết, rồi thì các loại hỗn độn bụi bẩn, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái thành phần, đó chính là BHA. BHA có khả năng tan rất là tốt ở trong dầu, len lỏi được vào sâu bên trong lỗ chân lông.
đồng thời cũng sẽ hỗ trợ là đổi mới tế bào, loại bỏ tế bào già cỗi. Thì khi chúng ta kết hợp niacinamide với BHA sẽ cho ra một bộ đôi là vừa cấp ẩm cho làn da để giảm cái tình trạng da thiếu ẩm, giảm tình trạng tăng tiết dầu và vừa hỗ trợ da chúng ta khỏe hơn, đồng thời sẽ làm da chúng ta thông thoáng hơn, sạch hơn, từ đó da chúng ta sẽ mịn màng hơn này, thu nhỏ lỗ chân lông, hơn nữa còn trắng hơn nữa. Công dụng thứ hai bạn mong muốn đó chính là làm trắng da hay là trị nám da, trị tàn nhang. Thì như ông vừa chia sẻ ở trên, một mình cái niacinamide nó chỉ tham gia ức chế vào khâu cuối cùng, tức là khâu vận chuyển sắc tố thôi. Vì vậy chúng ta sẽ bổ sung thêm một số hoạt chất nào đó để có thể ức chế các khâu khác ở bên trong hoặc là mạnh mẽ hơn. Thì Hương thường chia sẻ là hãy kết hợp niacinamide với arbutin hay là kết hợp niacinamide với chanesamic. Thì đây đều là những cái thành phần giúp bạn có thể ức chế sắc tố, ức chế khâu sản sinh hay là ức chế các khâu vận chuyển nữa, hoặc là ức chế cả hai. Thì hai hoạt chất này kết hợp với nhau giống như việc chúng ta làm việc đội nhóm sẽ tăng khả năng làm trắng da, trị nám da và trị tàn nhang rất là hiệu quả. Điều thứ ba bạn mong muốn đó chính là chống lão hóa cho làn da. Thì Hương vừa phân tích ở trên là niacinamide sẽ hỗ trợ là cái khôi phục cái hàng rào bảo vệ da của bạn vững chắc hơn, đồng thời cấp ẩm cho làn da của bạn và hỗ trợ thêm một chút là thu nhỏ lỗ chân lông. Vậy chúng ta cần thêm một hoạt chất nào đó để hỗ trợ tăng sinh cái collagen và elastin mạnh mẽ. Thì ở đây cũng hoạt chất vô cùng quen thuộc, đó chính là retinol. Và công thức là niacinamide kết hợp với retinol sẽ đem lại hiệu quả vô cùng là tối ưu khi bạn muốn chống lão hóa, nhất là những chị em phụ nữ chúng ta ở độ tuổi trung niên. Nếu chúng ta sử dụng đều đặn tối thiểu là 4 đến 6 tháng sẽ thấy rằng là da săn chắc hơn, có độ đàn hồi hơn, căng mịn hơn, sáng và đều màu hơn. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về ba cái sự thật khi chúng ta sử dụng niacinamide để tránh rằng là tiền mất tật mang, đồng thời hướng dẫn bạn cách kết hợp niacinamide với hoạt chất khác để giúp nâng cao hiệu quả. Vậy bạn hãy xem vấn đề của làn da bạn là gì để có thể bổ sung, và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.